Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Các lực lượng vũ trang Ukraine sẽ phải đối mặt với thất bại ở khu vực Kursk nếu họ quyết định giữ vị trí của mình. Thiếu tá lực lượng vũ trang Ukraine Igor Lapin cho biết trong một cuộc phỏng vấn với cựu phó Rada, ông Borislav Bereza. Ông Lapin nói, từ quan điểm của một người lính lực lượng đặc biệt, khi mặt trận này trở nên tĩnh lặng, chúng tôi đã kết thúc. Ông Lapin lưu ý, quân đội Nga có lợi thế về không quân, pháo binh và số lượng binh sĩ. Theo ông, tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Sisky phải chịu trách nhiệm về cuộc tấn công vào khu vực Kursk. Thiếu tá nói thêm rằng, có kế hoạch của một nghệ sĩ, có kế hoạch của tổng tư lệnh, đây là trách nhiệm của ông ấy. Nhân tiện, kế hoạch chiến lược là gì, không ai biết về điều đó. Ngày 6 tháng 8, các đơn vị lực lượng vũ trang Ukraine đã xâm chiếm lãnh thổ vùng Kursk. Cuộc tiến công của họ đã bị dừng lại. Theo Phó Cục trưởng Cục Chính trị Quân sự của Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Avdi Alodinov, hoạt động trong các lực lượng vũ trang Ukraine được giám sát bởi Bộ Chỉ huy phương Tây. Ngày 21 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, trong toàn bộ thời gian hoạt động tác chiến ở hướng Kursk, quân đội Ukraine đã mất hơn 4.400 quân. Tổng cộng trong cuộc giao tranh ở hướng Kursk, đối thủ đã tổn thất hơn 4.400 quân, 65 xe tăng, 27 xe chiến đấu bộ binh, 53 xe bọc thép chở quân, 316 xe chiến đấu bọc thép, thông báo cho biết. Ngoài ra, 133 phương tiện, 31 khẩu pháo, 5 hệ thống phóng tên lửa phòng không, 9 bệ phóng MLRS, trong đó có 3 HIMARS và 1 MLRS, 6 trạm tác chiến điện tử, 4 đơn vị thiết bị kỹ thuật, trong đó có 2 phương tiện rà soát kỹ thuật và 1 cơ sở phá bom mìn UR-77 cũng đã bị tiêu diệt. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, chiến dịch tiêu diệt của các đơn vị Ukraine vẫn đang tiếp tục. Trong ngày qua, tổn thất của Ukraine lên tới 300 quân nhân và 26 xe bọc thép, bao gồm 6 xe tăng, 3 xe bọc thép chở quân, 17 xe chiến đấu bọc thép, cũng như 2 ô tô, 4 khẩu pháo và 2 bệ phóng tên lửa hàng loạt. Forward Observations Group FOG, một công ty quân sự tư nhân Mỹ hiện đang giúp Ukraine tấn công tỉnh Kursk của Nga. Theo đài Sputnik của Nga, phóng viên của Sputnik phát hiện FOG đã hoạt động trong vùng chiến sự Ukraine hơn 2 năm nay. Công ty Mỹ FOG thu hút sự chú ý của truyền thông sau khi chia sẻ bức ảnh của các thành viên của công ty này tham gia cuộc đột kích của Ukraine vào tỉnh Kursk, Nga vào tuần trước. Tài khoản chính thức của công ty này trên mạng xã hội Instagram đã đăng tải 3 ảnh nhân viên FOG tạo dáng trước một cỗ xe quân sự với dòng chữ "Những chàng trai ở Kursk" và định vị của bài đăng tải này nêu rõ Kursk, Nga. Phản ứng trước những bức ảnh này, ngày 20 tháng 8, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập đại diện Mỹ Stefan Holmes để phản đối việc hoạt động của lính nước ngoài ở Mỹ tại Kursk. Theo tài khoản Instagram này, FOG đã hoạt động ở vùng chiến sự Ukraine trong hơn 2 năm. FOG được cho là thuộc về nhà sáng lập công ty này, cựu quân nhân bộ binh Mỹ Derek Balance. Balance đã sử dụng bí danh là Raoul Duck cho tài khoản cá nhân của mình trên Instagram. Đăng tải đầu tiên bài của Bales liên quan đến hoạt động của FOG tại Ukraine là từ ngày 26 tháng 2 năm 2022, chỉ 2 ngày sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Sau đó, Bales đã chia sẻ tiếp một loạt các bức ảnh về nhân viên FOG tham gia hoạt động quân sự ở khu vực được định vị là Kiev, Ukraine. Ngày 18 tháng 2 năm 2024, Bales đăng một hình ảnh cá nhân đang giải mìn chống tăng. Vào ngày 25 tháng 4, Bales tiếp tục đăng tải hình một người điều khiển UAV ở khu vực thị trấn Chasovia, một điểm nóng trong chiến sự giữa Nga và Ukraine. Hồi tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố từ đầu xung đột Ukraine đã có 13.387 lính nước ngoài tới Ukraine. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng, trước các diễn biến ở khu vực Kursk, Nga có nguy cơ rơi vào bẫy đàm phán, tức là bắt đầu sớm các cuộc đàm phán hòa bình không cần thiết do phương Tây ép Ukraine. Viết trên kênh Telegram của mình hôm 21 tháng 8, ông Medvedev nhận định, theo tôi, gần đây, về mặt lý thuyết có một mối nguy hiểm, một cái bẫy đàm phán mà đất nước chúng ta có thể rơi vào trong một số trường hợp nhất định, cụ thể là các cuộc đàm phán hòa bình sớm không cần thiết do cộng đồng quốc tế đề xuất và áp đặt lên chế độ Kiev, với những triển vọng và hậu quả không rõ ràng. Ông khẳng định rằng, các cuộc tấn công của Ukraine vào vùng Kursk mà Nga coi là hành động khủng bố, mọi thứ đã đâu vào đấy. Giờ mọi người có thể hiểu rằng sẽ không có cuộc đàm phán nào với Kiev nữa cho đến khi bị kẻ thù đánh bại hoàn toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nhấn mạnh. Ukraine tấn công ở khu vực Kursk sẽ dẫn đến tới tổn thất gia tăng đáng kể, sẽ có nhiều khoản chi tiêu vô nghĩa hơn, thiết bị quân sự bị hư hỏng nhiều hơn và hoàn toàn có nhiều quan tài hơn.
Cựu Thủ tướng Nga cảnh báo phương Tây không nên vui mừng trước các hoạt động của lực lượng vũ trang Ukraine kể từ khi vụ việc xảy ra ở Kớt. Tình hình Ukraine do hành động khủng bố sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Trước đó, văn phòng báo chí của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga đưa tin, hoạt động của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kớt đã được chuẩn bị với sự tham gia của các cơ quan tình báo Mỹ, Anh và Ba Lan. Tình báo Nga cho rằng, các đơn vị Ukraine đã vượt qua biên giới vào tỉnh Kớt đã được đào tạo tại Anh và Đức. Cơ quan này cho biết, các cố vấn quân sự từ các quốc gia NATO đang giúp điều phối các đơn vị Ukraine xâm nhập và sử dụng vũ khí phương Tây. Họ cũng nói rằng NATO đã cung cấp cho Kiev dữ liệu vệ tinh về sự di chuyển của quân đội Nga. Sáng ngày 21 tháng 8, Ukraine tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái nhắm vào Nga. Các hệ thống phòng không đã đánh chặn 10 máy bay không người lái đang hướng đến Moscow và 15 máy bay không người lái ở tỉnh biên giới Bryansk. Theo thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin, các máy bay không người lái tấn công hướng đến thủ đô của Nga đã bị bắn hạ ở thành phố Podolsk, cách Điện Kremlin khoảng 38 km về phía nam. Theo dữ liệu sơ bộ, không có thiệt hại hoặc thương vong tại địa điểm nơi các mảnh vỡ rơi xuống. Ông Sobyanin cho biết, đây là một trong những nỗ lực tấn công Moscow bằng máy bay không người lái lớn nhất từ trước đến nay. Chúng tôi tiếp tục theo dõi tình hình. Cuộc tấn công hôm thứ Tư 21 tháng 8 có quy mô lớn hơn cuộc tấn công hồi tháng 5 năm 2023. Ít nhất 8 máy bay không người lái đã bị đánh chặn ở Moscow. Ở tỉnh Bryansk, không có thương vong hay thiệt hại nào được ghi nhận sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Thống đốc Alexander Bogomaz viết trên Telegram, tổng cộng 18 máy bay không người lái đã bị bắn hạ ở khu vực này. Ở tỉnh Tula, giáp danh với vùng Moscow ở phía Bắc, hai máy bay không người lái cũng đã bị bắn hạ. Ở tỉnh Rostov, thống đốc Vasily Golubev cho biết, lực lượng phòng không đã đánh chặn một tên lửa của Ukraine, không có thương vong nào được báo cáo. Hiện chưa rõ Ukraine đã phóng tổng cộng bao nhiêu máy bay không người lái và tên lửa. Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Trong những tháng gần đây, Kiev đã tăng cường các cuộc không kích vào lãnh thổ Nga nhằm phá hủy các cơ sở hạ tầng quan trọng, đồng thời đáp trả các cuộc không kích liên tục của Nga vào lãnh thổ Ukraine. Người Nga đang xây dựng một cây cầu cấu trúc song song với Kớt, cầu Crimea, có khả năng là một cây cầu thứ hai. Báo chí Ukraine dẫn nguồn từ trang web quân sự Military cho biết rằng những bức ảnh cho thấy các công nhân đang đóng cọc thép cho các công trình này đã xuất hiện từ đầu tháng 8. Các cần cầu ở hai bên đầu công trình có thể thấy rõ trong các hình ảnh vệ tinh. Theo phỏng đoán của phía Ukraine, mục đích của công trình mới gần cầu Crimea có khả năng là để bảo vệ cầu khỏi các cuộc tấn công tiềm tàng từ phía Ukraine. Cầu Crimea có ý nghĩa chiến lược và là biểu tượng của Nga ở Crimea. Nó cũng có giá trị chiến thuật vì một phần các tuyến tiếp tế đi qua cây cầu này. Hồi tháng 5 vừa qua, người Nga đã lắp thêm các công sự và hàng rào xung quanh cầu Crimea để bảo vệ nó khỏi các cuộc tấn công bằng tàu không người lái của Crimea. Trước đó, phía Nga đã lắp đặt hàng rào bảo vệ nối xung quanh cầu Crimea. Những hàng rào đầu tiên được làm bằng các cầu chống phá đặc biệt. Các cấu trúc như vậy được thiết kế để bảo vệ khỏi các tàu không người lái trên mặt nước và dưới mặt nước. Tuy nhiên, những hàng rào này đã bị bão cuốn trôi khỏi các thùng chứa bằng cáp. Gần đây, các thùng nhựa đã được buộc lại để làm hàng rào đã bị cuốn trôi trên bờ của thành phố Kớt. Cầu Crimea nhiều lần là mục tiêu tấn công của Ukraine kể từ khi chiến sự bùng phát gần 3 năm qua. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tổng kết kết quả nhiệm kỳ của mình trong bài phát biểu tại Đại hội Đảng Dân Chủ ở Chicago, nhấn mạnh sự chống cự của Ukraine trong cuộc chiến với Nga là một trong những thành công của ông. Phát biểu tại Đại hội Đảng Dân Chủ ngày 19 tháng 8, Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh sự thành công của mình trong việc củng cố các liên minh toàn cầu và đối đầu với Nga và Trung Quốc. Ông nói, tôi đã dành gần 190 giờ với các đối tác của tôi, các nguyên thủ quốc gia ở châu Âu để củng cố NATO. Chúng tôi đã làm được điều đó và chúng tôi đã đoàn kết châu Âu theo cách chưa từng thấy trong nhiều năm bằng cách kết nạp Thụy Điển và Phần Lan vào NATO. Ông Joe Biden cũng nhấn mạnh cả ông và Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ không bao giờ khuất phục trước ông Putin. Ông nói, Putin nghĩ rằng ông ấy sẽ chiếm Kiev trong 3 ngày, 3 năm sau Ukraine vẫn tự do. Nhắc đến những thành công của mình, Tổng thống Joe Biden cũng đề cập đến cuộc trao đổi tù nhân gần đây với Nga, cho phép giải cứu những công dân Mỹ bị giam giữ bất hợp pháp tại đó. Tổng thống Mỹ cho biết, chính quyền của ông đang làm việc không ngừng để đạt được lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas để cung cấp viện trợ nhân đạo. Ông kêu gọi người Mỹ bầu cử cho bà Kamala Harris và nói rằng ông không giữ thù hận với những người đã thuyết phục ông rút khỏi cuộc bầu cử tổng thống. Ông nói rằng, nước Mỹ, tôi đã dành cho các vị những điều tốt nhất. Tôi đã dành cho các vị 50 năm tốt nhất.
Tôi hy vọng các vị biết tôi cảm kích như thế nào đối với tất cả các bạn. Đảng Dân Chủ đã bắt đầu đại hội tại Chicago từ 19 tháng 8 bằng việc tiễn ông Joe Biden. Sau đó, Tổng thống đã kết thúc buổi tối với việc chuyển giao tranh cử cho Phó Tổng thống Kamala Harris. Ông Biden cho biết việc chọn bà Harris làm người đồng hành trong cuộc bầu cử năm 2020 là quyết định tốt nhất mà ông đã làm trong cả sự nghiệp của mình. Ông nói, bà ấy sẽ là một Tổng thống mà các con của chúng ta sẽ có thể ngưỡng mộ. Bà ấy sẽ là một Tổng thống được các nhà lãnh đạo thế giới tôn trọng vì bà ấy đã làm như vậy rồi. Bà ấy sẽ là một Tổng thống mà tất cả chúng ta có thể tự hào và bà ấy sẽ là một Tổng thống lịch sử để lại dấu ấn của mình trên tương lai của đất nước Mỹ. Việc ông Biden trao lại quyền lực đã thể hiện sự chuyển mình của Đảng Dân Chủ vốn bị chia rẽ sâu sắc chỉ một tháng trước khi áp lực gia tăng đối với ông Biden để rút khỏi cuộc đua. Đại hội đã đoàn kết hậu thuẫn bà Harris và chống lại đối thủ Cộng Hòa, cựu Tổng thống Donald Trump. Trong khi đó, ông Trump đã tích cực thực hiện các cuộc tấn công cá nhân vào đối thủ của ông, bà Harris, và tuyên bố rằng ông có quyền làm như vậy. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!